Thân chào anh em, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có đi ve chai mua được một số món đồ, xin quay lên chia sẻ với anh em chưa đỡ đỡ buồn. Thì đầu tiên mình mua được một cái màn hình máy vi tính. Màn hình này, màn hình có cái hiệu là AOC. Đây màn hình, cái mạng ngoại hình nó thế này nè. Cái màn hình này có một chỗ mình mua đó là tại vì nó xài điện đó là 19V DC, cục sạc laptop á. Thì mình đoán là nó còn xài được cho nên mình mua. Cái màn hình này mình mua với giá là 40k. Rồi, không biết nó còn sống hay chết nữa, bỏ nó qua một bên đi. Mình sẽ giới thiệu tiếp những cái món đồ khác. Mua được một cái loa Bluetooth màu xanh lá cây. Có cọng dây để làm gì không biết luôn. Trong khi nó cái cổng sạc của nó là cái cổng cổng này là cổng cái gì em không biết nữa, mở thì nó không còn lên nữa. Rồi cho nó qua bên nằm đó luôn. Mình mua được một cái micro hát nhạc với giá là 10k. Micro này mua 10k xét tùm lum hết trơn rồi, không biết là còn sống hay chết, bỏ qua bên để đó luôn. Cái này 40k ha, cái này 10k là 50k. Cái đó thì mua chung với mấy món đồ còn lại. Mình mua một cái khối pin xe đạp. Hôm trước mình có mua một cái khối rồi, mình sạc thì nó còn vô, cái chỗ này nó bị chóc. Khối bôi pin này tiếp tục mình mua với giá là 10k. Hôm trước thì mình có mua rồi nè, mình đã tháo ra rồi nè, xài được nha. Pin này có 1,5V nè mấy anh em, pin sắt. Bây giờ mình mua thêm một khối nữa nè, khối này 10k. Một cục sạc, một cục này là cục cái bình xe đạp điện 10k nữa. 10k đấy. Mình mua được hai cái đèn pin, nhìn nó cũng khá là đẹp đó. Hai đèn pin khá đẹp đó anh em. Đấy, hai cái đèn pin. Mua được một cái đồng hồ xài cục pin chà văn bá luôn. Mà cái đồng hồ này nó lại bị sứt cái cây kim dây, rồi. Đó, sứt cây kim dây rồi. Cái này nó có cái công tắc gì on off gì nữa nè. Đó. Cái đồng hồ chà văn bá luôn, xài cục pin chà bá luôn. Đồng hồ này đồng hồ để dành mua về để mà có cái like gì nữa nè. Cố gắng sửa đồng hồ này lại để trưng bày cho nó đẹp, đẹp nhà đẹp cửa. Mua được một cái bóng đèn mà nó mất tiêu cái chụp rồi. Bóng đèn rạng đông 12W, mất tiêu cái chụp rồi anh em. Đèn rạng đông, nhìn sơ ngang thì nó thấy nó đã cháy một cái bóng led chỗ này và cháy con led chỗ này, cháy hai con led rồi. Còn ba cái này của nó thì nhóc hết trơn luôn. Một cái bóng đèn rạng đông. Mua được một cái kính, cái kính bảo hộ, thấy vậy nó còn mới lắm nha, mới toàn luôn á. Mua được một cái đèn. Cái đèn này là cái đèn gì? Cái đèn này là cái đèn sạc, sạc điện sống anh em ơi. Nhưng mà mình không có thích xài điện sống, mình thích đó là chế lại à. Cái đèn này sao mà nó quay được nè, nó quay nè. À nè, coi nè, nó quay. Bóng led thì thấy nó còn mới to nè. Đèn này thấy còn mới lắm.
xài điện là 220 nè. Đâu mình thử làm kiếm cái ống dây mình thử rồi ta. Rồi quý vị anh em chờ mình tí nha. Đây mình có cọng dây rồi nè, giờ mình thử à. Kim điện vô. Coi coi nó còn sáng không? Đừng nổ nghe ông nội. Đấy, kim điện rồi. Ê nó đỏ cái bóng đèn nè anh em. Đỏ bóng đèn mà thấy sao thấy nó không sáng ta? Tắt. Không lên rồi. Bóng đèn chà bá luôn. Rồi kệ nó đi. Cái này mình chế là được hết trơn à. Một cái đèn quá đẹp. Đấy. Tiếp theo mình mua được một cái tai nghe Bluetooth. Còn ở trong cái hộp luôn nè anh em. Không biết là còn xài được không à. Cổng sạc là cổng sạc này. Ê cái tai nghe này tai nghe gì ta? Sao cổng sạc nó là cổng sạc cổng sạc này là cổng sạc Lightning ta. Đừng có nói được mua thằng iPod, iPad gì nha. Thôi cái này ghê nguy hiểm nha. Mua được thằng iPod gì là vô mánh nha. Cổng sạc Lightning là thấy nghi ngờ trong đụng rồi đó. Mua được mấy cái cục sạc. Được mấy cái cục sạc nữa nè. Đó, mấy cái củ sạc linh tinh. Dây nhỏ gì tùm lum hết. Và cuối cùng đó là mình mua được một cái hộp to chà bá. Cái hộp này không biết là cái hộp để làm gì nữa. Mình mua về với cái mục tiêu đích không cái gì khác là mình sẽ chế một cái lo hộp chà bá luôn. Ở đây trong này nó có cái thanh led mình mua được đó nè. Nó thanh led nữa nè. Có những cái món đồ nhỏ nhỏ nè mình tháo trong tiệm dây chai ra nè. Đó, một cái hộp chà bá luôn nè. Để mình chế cái lo. Cái này người ta cũng đã chế cái gì rồi nè. Dán keo từ lưu hộp dưa hết trơn nè. Đấy. Thì tất cả những món đồ mà ngoài những cái đó, ngoài những cái món này ra thì những cái món mà điện tử còn lại là mình mua với giá 20k. Tổng cộng là mua cái màn hình là 40k nè, 50 nè, 60 nè, 70 với 20 là 90k ha. Thì buổi ve chai 90k của mình sẽ được những món đồ như vậy đó anh em. Thì hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho anh em nhiều cái điều bổ ích nha. Thân chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.